trên phao thót, mỗi ngày 2 giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ PM tối, Houston 8 giờ 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 đến 1 giờ sáng. Con từ mẫn thành kính lãnh lễ quý chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay: giáo trình trường bộ kinh Ga Nikaya. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt bài 34 kinh Thập Thượng Dasutara Sutta 10.4. 10 pháp cần phải đoạn trừ sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo, và chúng con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt-tha-gia. Dạ, Nam mô Bụt-tha-gia, con không thấy có thượng tọa Minh Hạnh trong trong lớp học. Dạ, con kính thỉnh quý sư. Dạ, con Nam mô Bụt-tha-gia. Trang nghiêm đảnh lễ tam bảo, nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, chánh biên tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể, thế gian đại vô thượng điều nguyện thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nhất tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng, nhất tâm đảnh lễ hạnh trực hạnh như gồm 18 vị xứng đáng họ nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch nhân trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã phân tập sinh tùy phúc lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức cầu phúc lành phát sinh. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, con từ mẫn xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Thập Thượng Dasutara Sutta 10.4, 10 pháp cần phải đoạn trừ sẽ cho thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy. Và con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Và Nam mô Bụt Tha Gia, con cung kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thượng Tăng, lễ Đức Phật. Kính chào Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, chúng ta có hai cái loại pháp: Miccata Nijata Thamma là pháp tà tánh, và Sammata Nijata Dhamma là pháp chánh tánh. Giữa pháp tà và pháp chánh đó, nó có cái chi pháp đối xứng. Thí dụ như chánh kiến tà kiến, chánh tư duy tà tư duy, vân vân. Nhưng mà khi chúng ta nói đến pháp chánh đó, thì có hai loại là cái pháp chánh và chánh tánh đó, thuộc về cái pháp
mà tu tập và phải có tu trí. Nhưng mà về nói đến tà tánh thì bao giờ cũng là pháp bất thiện, không có cái nào không có phân loại nữa. Hôm nay chúng ta sẽ học về 10 cái pháp cần phải đoạn trừ. Trong 10 pháp cần phải đoạn trừ đó, chúng ta sẽ có một danh sách liệt kê, nó sẽ đối xứng với 10 cái pháp bậc vô học. Ở đây 10 cái pháp cần phải đoạn trừ, tức là 10 tà tánh: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Còn 10 cái pháp đối lập á, thì lại là 10 pháp cần phải tác chứng. Chúng ta sẽ được nghe giảng giải bài học ngày hôm nay do Thượng Tọa Chất Đẳng giảng sư trong ngày. Và bây giờ thì xin mời cô Tự Mẫn cho tính kinh, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa thuyết giảng cho bài học. Nam mô Thầy. Nam mô Bụt Thầy gia, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu. Và sau đây con xin đọc bài chánh kinh. Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay: giáo trình trường bộ kinh Digha Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu, dịch Việt 34. Kinh thập thượng Dasutara Sutta 10.4, 10 pháp cần phải đoạn trừ sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải và điều họp. Đa sa tham ma bahukara, đa sa tham ma bawe tat ba, đa sa tham ma barinneya, đa sa tham ma baha tat ba, đa sa tham ma hana pagiya, đa sa tham ma Visesa Pagiya, Dasa Thamma Dubbati Vicha, Dasa Thamma Upade Tappa, Dasa Thamma Parinaya, Dasa Thamma Sapchika Tappa. Có 10 pháp có nhiều tác dụng, có 10 pháp cần phải tu tập, có 10 pháp cần phải biến tri, có 10 pháp cần phải đoạn trừ, có 10 pháp chịu phần tai hại, có 10 pháp đưa đến thù thắng, có 10 pháp rất khó thể nhập, có 10 pháp cần được sanh khởi, có 10 pháp cần được thắng tri, có 10 pháp cần được tác chứng. Thế nào là 10 pháp cần phải đoạn trừ? 10 tà pháp: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Như vậy là 10 pháp cần được đoạn trừ. Chú thích sau đây trích từ Kho tàng Pháp học Pháp sư Giác Giới biên soạn 446, 10 pháp cần được đoạn trừ. Ba hà tắp bà tham mà, đây là 10 pháp tà tánh. Michata: 1. Tà kiến, Michadithi, tri kiến. Tà vậy tức là chấp thường kiến hay đoạn kiến, vô hành kiến, vô nhân kiến và vô hữu kiến. Số 2. Tà tư duy, Mitcha Sankappo, sự suy nghĩ quấy, như vậy là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Số 3. Là tà ngữ, Mitcha Vacha, nói quấy, như là nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói vô ích. Số 4. Tà nghiệp, Mitcha Kammanto, làm quấy, như là sân trộm cắp, tà dâm. Số 5. Tà mạng, Mitcha Avijjo, nuôi mạng bằng cách quấy, tức là sinh kế bằng thân ác, khẩu ác và ý ác. Số 6. Là tà tinh tấn,
Michawa già mồ, sự siêng năng quấy, sự chuyên cần làm cho bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp biến mất, như là một say mê dục lạc, siêng năng làm tội ác. Số 7, tà niệm. Mitcha sati, sự nhớ nghĩ quấy, như nhớ tưởng đến hưởng dục, nhớ tưởng điều ác. Số 8, tà định. Mitcha samadhi, sự tập chú tâm vào đề tài quấy, như là chú tâm đến cảnh ngoài đề mục thiền, làm cho phiền não tăng trưởng. 9, tà trí. Mitcha nhana, sự hiểu biết quấy, tức là biết những cái không đáng biết, hay dùng mưu trí thực hiện điều ác. Số 10, tà giải thoát. Mitcha vimukti, sự giải thoát sai lạc do ngộ nhận, nói rõ hơn là chưa giải thoát mà chấp là đã giải thoát rồi, hoan hỷ theo đó. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Và con thành kính tri ân quý sư, quý đạo tràng và tất cả quý đạo hữu. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Thượng Tọa Thầy Sư, đã lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi soạn những bài học cho phần 10 pháp ở trong kinh Thập Thượng, thì chúng tôi có một chút hơi phân vân, là bởi vì có ba cái chủ đề, đó là 10 pháp cần phải đoạn trừ, tức là bài học ngày hôm nay, và 10 pháp cần phải thắng tri, và sau đó 10 pháp phải tác chứng. Thì 10 pháp thắng tri, 10 pháp tác chứng thì đều nói về 10 cái chánh, như hồi nãy Thượng Tọa Thầy Sư có đề cập đến, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát. Bắt đầu thì chúng tôi cũng có khởi ý tưởng rằng mình nên gom 3 bài lại để giảng một bài, thì như vậy các vị giảng sư sẽ không có thấy trục lặc. Nhưng mà sau khi suy nghĩ thì chúng tôi nghĩ rằng mặc dù chi pháp nó có đối lập và nó có liên hệ gì với nhau đó, nhưng mà mỗi một cái góc nhìn là cho chúng ta đề tài khác nhau. Và do vậy chúng tôi quyết định là riêng về bài học này thì giảng riêng, và còn 10 pháp phải thắng tri, 10 pháp phải tác chứng, có thể là chúng tôi sẽ thỉnh ý chư tôn đức sau này. Và thưa quý vị, cũng trong bài học này đó, thì chúng tôi xin thưa rằng chúng tôi giảng ở trong một cái phạm vi liên quan đến hành trình tu tập. Như chúng ta được biết rằng hành trình tu tập ở trong Phật pháp đó, thì là bát chánh đạo hay là giới định tuệ. Và từ bát chánh đạo lại có thêm hai phần, đó là tuệ giải thoát và tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Nhưng mà ở đây thì đề cập đến trí và giải thoát, thì về điểm này chúng tôi sẽ nói sau. Nhưng mà đặc biệt là con đường thường chúng ta gọi là tam học ở giới định tuệ đó, từ chánh kiến cho đến chánh định đó, thì không có nói trong cái phạm vi bình thường ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mà chúng ta phải nói đó là những cái chi phần ở trong hành trình tu tập. Và do vậy riêng đối với 10 pháp này thì chúng tôi sẽ trình bày ở trong cái dạng mà chúng ta nói rằng có tập chúng trong cái phạm vi hành trì, nhiều hơn là cái quan niệm thực thức hay là cái bối cảnh chung chung ở bên ngoài. Sở dĩ chúng ta nói như vậy đó là bởi vì chúng ta thấy cái chi pháp đầu kê tiên là chánh kiến và tà kiến. Thì đối với chúng ta, tà kiến mà chánh kiến trong đời sống hàng ngày
Ví dụ một người có tin nhân quả, chúng ta gọi đó là có chánh kiến. Và một người tin rằng không nhân quả, không có đời sau, chết là hết, cái đó chúng ta gọi là đoạn kiến. Thì cái chánh kiến tà kiến nó không áp dụng ở trong cái chánh kiến của Bát Chánh Đạo. Ở trong Bát Chánh Đạo, cái chánh kiến trong Bát Chánh, chánh kiến là tà kiến ở trong Bát Chánh Đạo, trong giới định tuệ thì nó khác hơn. Thành ra chúng ta phải phân ra hai cái phạm vi nói chuyện khác nhau, hai phạm trù khác nhau, chứ không thể là một được. Bây giờ thì chúng ta nói đến chữ chánh kiến và tà kiến. Cái chữ kiến ở đây cũng là một cái chữ mà có rất là nhiều người học Phật hay nhầm lẫn. Chúng ta hay nhầm lẫn giữa cái chánh kiến và chánh tính. Thí dụ như một người tin ông tà, tin ông địa, vân vân, thì có nhiều khi chúng ta nói đó là tà kiến, mà cũng là tà tính. Chúng ta xem cái chánh kiến đó kia là cái niềm tin chân chánh, là cái thấy nhìn chánh. Thì cái kiến và cái tính trong đạo Phật nó cũng khác. Và trong đạo Phật có cái chữ có ba cái chữ mà chúng ta hay lầm lẫn, là chữ đích thí. Đích thí nghĩa là quan niệm, chữ đá sanh ná là cái nhìn, và chữ nha ná là trí. Ba cái này rất là khác biệt với nhau. Hôm nay thì chúng ta đặc biệt đề cập đến chữ đích thí là chánh kiến, là tà kiến, mitcha dithi, và mitcha jnana là tà trí. Thì chúng ta lát nữa sẽ phân biệt cái tà kiến về trời. Chúng ta nhớ rằng cái chánh tính khác, mà chánh kiến khác, mà chánh trí khác, và tà tính khác, tà kiến khác, tà trí khác. Bây giờ chúng ta về cái chữ tà kiến ở trong ý nghĩa bài học này đề cập đến cái gì. Cái tà kiến ở đây đó, thưa quý vị, nó là một pháp đối lập của cái chánh kiến. Và cái chánh kiến được hiểu đó là một cái quan niệm. Thứ nhất đó là quan niệm rõ ràng đâu là vấn đề, tức là đây là khổ. Thí dụ vậy đó, chúng ta là người bệnh thì chúng ta nhận rằng mình có bệnh, cái đó gọi là samadhi. Nhưng mà mình bệnh mà mình cứ từ chối rằng tôi không có bệnh, tôi không có bệnh. Ví dụ như mình nói rằng bây giờ mình đang khổ, mình khổ vì lo cái chuyện nhà cửa, lo cái chuyện vợ con, lo cái chuyện danh vọng. Nhưng mà người khác họ nói mình không, tôi không có khổ, tôi đâu khổ, tôi thấy sung sướng cuộc đời đâu khổ gì đâu. Thì cái không nhận mình khổ mà trong khi mình khổ, cái đó gọi là tà kiến. Chúng tôi nhớ, chúng tôi nói quý vị nghe ở đây là chúng ta phải định nghĩa cái tà kiến này, nó khác với cái tà kiến được. Và một cái khác của cái tà kiến đó là chẳng những không nhận ra cái, không nhận là mình bệnh, không nhận mình có vấn đề, không nhận ra mình đang khổ, mà không nhận rõ cái nguyên nhân sinh tồn. Nguyên nhân sinh tồn, ví dụ như là bây giờ chúng tôi bị một vị sư bạn, bị một sư bạn chê trách, chê trách một việc gì đó, bị chê trách bạn kiểm hay gì đó, thì chúng tôi cảm thấy buồn. Mình thân có bị đó quá, bị đó họ chê mình, và chúng tôi đang khổ. Và trong cái khổ đó chúng tôi nói cái nhân sinh khổ là gì? Cái nhân sinh khổ là cái bị sư bạn nó chơi xấu, cái bị sư bạn nó xấu với tôi, như vậy là tôi khổ. Thì cái mà mình nghĩ là cái khổ mình mà do người khác họ tạo cho mình đó, cái đó là cái rất là thường thức ở bên ngoài. Nhưng mà với một người tu tập thì không có thể nhìn như vậy. Một người tu tập không nói rằng mình khổ là do một vị người bạn mình chơi xấu mình không có nói như vậy. Mà mình khổ là do đâu? Ok, mình muốn người ta khen mình, mà người ta không khen mình thì mình khổ. Hay là người ta chê mình khổ. Thì như vậy cái khổ đó là do cái ý muốn của mình nó đi ngược lại với cái nguyên nhân bình thường. Thí dụ Đức Phật này dạy rằng ham muốn thì sanh lo âu, ham muốn sanh sợ hãi. Thật ra một người mà lo âu sợ hãi đó, thì thay vì đổ lỗi là tại chính phủ hay tại chiến tranh tại này thì kia, thì mình phải hiểu rằng ở đó là do cái sự ham muốn của mình. Cái ham muốn đó là cái nhân. Nếu mình không ham muốn mình đâu có khổ. Không muốn khổ. Thật ra khi mà mình nhận rằng mình có bệnh, và mình nhận ra được cái nguyên nhân của căn bệnh, và cái nguyên nhân đó nó có phải là nguyên nhân đích xác hay không đó, thì nó lại là một thứ chánh kiến. Mà không nhận ra được nó là một thứ tà kiến. Chúng tôi lấy một cái ví dụ khác trong đời sống của chúng ta là chúng ta bị bệnh, mà mình không phải là bác sĩ, thì
như chúng tôi hồi còn nhỏ đó, có những buổi trưa nắng đi ra ngoài chơi rồi về bị ấm đầu thì nói rằng mình buổi trưa nắng ra ngoài bị ông này bắt, bà kia bắt, rồi mình cũng tin, tin là mình bệnh là do ông này bắt, bà kia bắt. Nhưng mà thật ra hồi nhỏ mà người nó yếu, buổi trưa nắng chang chang mà đi chơi nước này nọ thì nó ấm đầu là những bình thường. Và trong đời sống của chúng ta đó có rất là nhiều cái nguyên nhân của đau khổ, nhưng mà nguyên nhân có nguyên nhân gần, nguyên nhân xa, nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân bên trong. Và cái người tu tập nó phải có đủ cái chánh kiến là thấy ở đâu là nguyên nhân của vấn đề, và không thấy được cái nguyên nhân của vấn đề, cái đó gọi là tà kiến. Rồi điều thứ ba đó là bởi vì không thấy được vấn đề, nguyên nhân của vấn đề, nên không thấy được thế nào là sự giải thoát, hay là sự chấm dứt, hay là thấy được cái giải pháp của vấn đề. Cái này cái rất là quan trọng. Bởi vì thế này là nếu chúng ta khổ mà chúng ta không biết thế nào là gì khổ, chúng ta không có vấn đề mà chúng ta không biết thế nào là vấn đề được chấm dứt, thì thưa quý vị, chúng ta làm sao có thể nghĩ ra một cái con đường dẫn đến điều đó được. Như bây giờ chúng tôi làm trụ trì ở trong một ngôi chùa, và ở trong ngôi chùa đó thì lúc nào cũng ồn ào, cũng có chuyện văn nghệ chuyện này chuyện kia, và chúng tôi phải nghĩ ra một cái nguyên nhân mà mình tạo ra cái vấn đề ồn ào là tại vì mình không có chú trọng về vấn đề Phật pháp, mình thích cái bối cảnh ồn ào diễn ra vấn đề như vậy. Và cũng còn có thể nữa là chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện vui chuyện buồn hay lý do này lý do khác, trong trăm muôn ngàn lý do nó phải có một lý do chính đáng, và mà nó trong muôn ngàn lý do nó phải có một cái tình trạng, mà tình trạng gọi là vấn đề được giải, và vấn đề giải quyết nó nằm ở tại thí dụ bây giờ mình nói mình nhức răng ví dụ là khổ đế, như vậy là cái sự chấm dứt nhức răng tức là diệt đế, tức là diệt đế, tức là vấn đề, gọi là giải pháp của vấn đề. Và cái giải pháp giúp vấn đề là chúng ta phải nhận rõ, mà muốn hết nhức răng thì làm gì, thì phải đi gia sĩ là cái cách để mà nhức được hết nhức răng. Còn nếu mà mình nhức răng mà ngồi ôm mà mình không biết là cái giải pháp đó là cái gì thì mình không thể đạt đến giải pháp đó hết. Thành ra ở trong cái xã hội của Tây Phương đó, người ta có một cái điểm cũng rất là hay, đó là khi họ nghiên cứu về văn hóa, về chính trị xã hội đó thì họ đặt rõ vấn đề, không có mơ hồ như chúng ta. Dạ, không mơ hồ như chúng ta là ví dụ như bây giờ cái xã hội mà đang có một cái sự suy thoái về tuổi trẻ và tội ác nhiều, họ nêu ra vấn đề là tại vì cảnh sát quá ít, hay tại vì trẻ em không có được nền giáo dục thích hợp, hay là lý do là cái phim ảnh tai hại nó đầu độc cho em chẳng hạn. Và cái giải pháp mà thực sự là làm sao mà trả các em trở về đời sống thanh lương, đời sống hiền lương tốt đẹp như vậy, đó là cái giải pháp. Và con đường dẫn đến giải pháp đó là gì? Con đường dẫn đến giải pháp đó là chúng ta làm sao mà bằng cái phương cách thầy Phước Khách khác, chúng ta đi trên cái hành trình mà đạt đến cái mục đích đó. Thật đấy thưa quý vị, nó tương tự một điều mà các vị thiền sư hay nhắc chúng ta, đó là một người có bệnh mà không nhận ra mình bệnh á, nó là một thứ tà kiến. Mà nhận ra mình bệnh rồi mà không nhận ra cái nguyên nhân bệnh đó, nó cũng là một thứ tà kiến. Mà nhận ra bệnh, nhận nguyên nhân bệnh thì mình phải xác lập thế nào gọi là hết bệnh, và thế nào là hết bệnh, và là cái cách mà dẫn đến chỗ hết bệnh đó. Thật ra khi mà ở trong bát chánh đạo một hành giả tu tập đó, thì chánh kiến không được hiểu như là cái thường kiến, đoạn kiến ở bên ngoài, không hiểu như vậy đâu. Chánh kiến mà một cái người tu tập đó, đó là một cái nhìn có nhân có quả, thấy được vấn đề và giải pháp của vấn đề, thấy được nguyên nhân của vấn đề, là thấy là con đường dẫn đến đạt đến nguyên nhân đó. Về cách này đó, nó đòi hỏi cái kinh nghiệm thực tế của chúng ta nhiều lắm. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa có một lần sư trưởng, hồi chúng tôi còn nhỏ ở Long Thành đó, thì sư trưởng có cái võng rất là tốt bằng vải du, rồi treo ở ngoài cây đó, rồi có khách rồi sư trưởng đi vô cái võng ngoài đó đang trộm lấy mất đi. Dạ, trộm lấy mất.
Thì buổi chiều đó sư trưởng ra lấy cái chọc bổng đó, thì sư trưởng mới nói với chúng tôi, sư trưởng mới đặt câu hỏi rằng tại sao mình mất cái phòng. Thì người này nói là tại vì mình lơ đễnh, tại vì ở đây đúng không? Sư trưởng nói rằng nó cũng đúng vậy, nhưng mà cái chuyện đúng là tại vì mình có cái bổng thì mình mất cái bổng. Vậy đơn giản vậy thôi, mình có bổng mất cái bổng. Và khi mà mình có bổng mất cái bổng đó thì, và mình phải sao đó, mà cái nhìn đó đó nó làm cho mình không khổ. Chứ bây giờ mình khổ là tại mình có cái bổng rồi, bây giờ cái bổng mất rồi, đúng là cái khổ, và không tìm ra nguyên nhân sanh khổ, không có nghĩ một cách để gì khổ, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ lẫn quẩn với cái khổ. Do vị vị nào mà đọc sách và của ngài Chân Cha đó, ngài Chân Cha ngài rất là thù thắng trong cái chuyện hướng dẫn đệ tử về cách tu, mà trao dồi cái chánh kiến, tức là trao dồi cái khổ tập diệt đạo. Ngài có nói rằng cái quan niệm về chánh kiến đó, nó giống như là một cái hành trình rất là rõ ràng. Mình đi là để đi đâu, và từ đây đến đó phải băng qua cái gì. Chứ nếu mà một người đi mà chỉ là nghĩ đến cái công viên ở bên đường, nghĩ đến một cái gành đá, nghĩ đến cái cội cây đẹp á, thì cái đó chưa phải là có cái nhìn toàn diện. Trong cuộc sống này tất cả chúng ta đều rất là cần một thứ, và cần một thứ là mình bệnh thì mình nhận là mình bệnh, không nhận mình bệnh cái là tà kiến. Mà nhận mình bệnh rồi mà không thấy được cái nguyên nhân, mà mình cứ đổ cho cái này cái kia, thì nó là nó cũng là một tà kiến. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như bây giờ, chúng ta thường đổ là mình khổ tại mình nghèo, nhưng mà mình nghèo chứ chắc là đã khổ. Dạ, mà mình khổ là tại vì mình mong muốn nó nhiều hơn là cái phương tiện mình có thể có được, cái đó là khổ. Dạ, còn nếu mà mình sống mà sống tri túc thì mình cũng có cái khổ quá nghèo. Thành ra cái chân lý mà bất di bất dịch mà chúng ta thường nói ô mình nghèo thì mình khổ, không hẳn như vậy. Có nhiều người nghèo không có khổ, mà nếu mình nói nghèo là nguyên nhân của đau khổ thì chẳng lẽ người giàu là hoàn toàn hạnh phúc? Không phải vậy. Người giàu cũng có khổ, người giàu cũng khóc, người nghèo cũng khóc. Và như vậy đó thì chúng ta nên đặt lại vấn đề là cái khổ phải thật sự do nó nghèo hay không, hay là chúng ta thường có những cái chân lý trong cuộc đời là mình đang tu, mình nói là mình cô đơn. Chứ thì thỉnh thoảng cũng nghe một vài vị sư cũng tu tập ở trong chùa cũng than là mình cô đơn cô độc thế này thế kia. Nhưng mà chúng tôi không có trách vì lịch sự thôi, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng một vị tu sĩ mà than mình cô đơn là vị tu sĩ rất là dở. Một vị tu sĩ mà than mình cô đơn là vị đâu hiểu gì Phật pháp hết. Tại sao mình đi tu còn than mình cô đơn chứ? Dạ, khi mình mình tu đáng lẽ mình có thể giờ không ai là phiền đến mình thì mình có thể học được, có thể tu được, có thể làm này. Tại sao mình tu than người cô đơn? Như vậy á, là cái cô đơn là nguyên nhân của đau khổ á, đó là cái tà kiến của một vị tu sĩ. Chúng ta nói là tà kiến vị tu sĩ. Dạ. Quý vị nên hiểu rằng cái tà kiến và chánh kiến ở trong Bát Chánh Đạo nó khác với cái tà kiến chánh kiến mình hiểu bình thường. Cái chánh kiến trong Bát Chánh Đạo được hiểu là hiểu rõ sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ, và cái giải pháp dẫn đến sự diệt khổ. Thì cái tà kiến là đối ngược lại, tà kiến là không thấy được vấn đề, không thấy được cái gì là nguyên nhân của vấn đề, không thấy được cái giải pháp và không thấy được cái con đường để đi đến giải pháp đó. Thì cái đó là cái mình phải rất là cẩn trọng khi mà mình đề cập đến tà kiến. Và cái thứ hai là tà tư duy. Cái chữ tư duy đó trong đạo Phật đó, dĩ sankappa nó cũng đồng nghĩa với tầm. Tầm tức là một cái sự miên man, một cái sự suy tưởng, nghĩ tưởng. Mình chìm ở trong cái một cái trạng thái nào đó, chìm ngập ở trong trạng thái nào đó. Vậy thưa quý vị, cái tà tư duy đó nó không đơn giản là mình chỉ là nói là ham muốn hay là sân hận hay là bực bội hận thù. Cái đó nó chỉ là một thứ phiền não, nhưng mà tà tư duy ở đây chúng tôi nói nó đậm đặc hơn nhiều. Dạ, đậm đặc hơn nhiều. Thí dụ như trong cuộc đời mình đó, mà mình cứ quá say mê cái gì đó. Dạ, quá say mê cái gì đó mà cái say mê đó nó nặng nghiêng về ham muốn. Thì thưa quý vị, cái mà chìm đắm ở trong đó, cái đó gọi là dục tư duy. Hay là mình luôn luôn mình bực bội,
bực bội. Chúng tôi thấy là bây giờ đó là cái thời đại mà đôi khi mà mình không có để ý cái gọi là tà tư duy. Chúng tôi nói thẳng là chúng tôi là một vị tu sĩ, nhưng mà nếu chúng tôi có quan điểm về chính trị, vào chính trị là ghét cộng sản hay là ghét đảng Dân Chủ hay cái đảng Cộng Hòa hay là ghét ông Obama, dạ xin lỗi quý vị có nghe được không? Dạ quý vị có nghe lại được không? Dạ thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái sân tư duy đó là một cái trạng thái bực bội, chúng ta có thấy có một vài thì trong đời sống hàng ngày đó luôn luôn nuôi dưỡng một cái ý tưởng khó chịu, bực bội với những người khác cái chính kiến, khác quan điểm về chính trị hay là quan điểm về văn hóa. Thí dụ như có người ghét người Miên, tối ngày họ cứ đưa ra những cái điểm khó chịu đối với người Miên. Hay là có những người họ ghét người Tàu, tối ngày họ cứ đưa quan điểm ghét người Tàu. Có người ghét Mỹ, ghét Nga, hay ghét Obama, hay ghét Donald Trump. Người đời thì chuyện đó bình thường, nhưng mà khi mình tu tập mà cái ghét đó, nó trở thành cái gì mà triền miên á, và triền miên nói ra là nhắc đến người đó và nhắc đến người bực bội đó, cái đó nó là tà tư duy. Đó là tà tư duy, tức là mình chìm ngập ở trong cái sự sân, sự bực bội khó chịu. Và cái gọi là hận tư duy đó, tức là một cái sự miên man ngâm chìm ở trong hận thù. Hận thù con người mình sống đó, thưa quý vị, mình có nhiều điều để mình vui và nhiều điều để mình buồn. Nhưng mà có nhiều người họ lại có những cái ý tưởng gọi là hận thù. Ví dụ như ngày xưa họ nói là phụ thù bất cộng đái thiên chẳng hạn. Ai giết cha mình là mình thù trời suốt kiếp. Và chúng ta xem những bộ phim là có những người bỏ ra cuộc đời gây không biết bao nhiêu cái đau thương tăng tốc đó, là chỉ có một cái mục đích là để báo thù thôi. Thật ra cái sự hận thù đó, cái sự căm thù nhiều khi nó khiến người ta hiểu lầm đó là cái sức mạnh nội tại. Nhưng mà thưa quý vị, một khi mà mình đạt đến chỗ căm thù rồi thì nó chỉ có cái tư tưởng là quỷ diệt, hoặc giả là mình nghĩ rằng cái người thù đó phải khổ, người thù phải thế này thế kia, rồi mình mới hả hê, mình mới hả giật, mình phải làm sao cho người đó thân bại danh liệt, đáng ra bại sản, vân vân. Mình thấy cái sự thù hận. Ngay cả một cái chuyện như vậy là mình nghe những cái tin tức, thấy những người khủng bố, họ làm những chuyện mình bất bình, và mình đâm rồi thù họ, mình thù cái tôn giáo họ, thù cá nhân của họ, và mình nghĩ cái chuyện đó hoàn toàn hợp tình hợp lý, không có gì hết. Nhưng mà chính cái hận thù đó đó, khi một khi mà cái nó đã trở thành một cái dây leo, nó mọc lên trong lòng mình, nó lên vô lòng mình cái hận thù đó, thì nó sẽ khiến chúng ta đánh mất đi những cái phẩm chất khác của cuộc sống. Thí dụ một cái người có cái hận thù thì không thể nuôi dưỡng được tâm từ và tâm bi, đó là sự thiệt thòi rất lớn trong đời sống của mình. Thì như vậy khi mà chúng ta nói tà tư duy đó, là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy đó, thì nó không đơn thuần là những thứ phiền não như là dục là ham muốn, hay là sân là bực bội, hận tức là mình căm ghét ai, mà ở đó nó là một thứ miên man, một cái thứ mà nó lôi kéo chúng ta. Ví dụ mình miên man trong cái dục, và một cái miên man ở trong sự bực bội, miên man ở trong cái hận thù, cái đó chúng ta gọi là tà tư duy. Và cái tà tư duy đó khiến cho chúng ta không thể đi tới, không thể tu tập được. Và bây giờ chúng ta nói đến ba cái thứ tà bại mà nó mang tới cách là nghiệp quả ở trong đời sống hàng ngày, đó là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Thì tà ngữ ở đây là cái lời nói, mà cái lời nói nó có vấn đề. Thí dụ một người có thói quen hay nói dối,
một người nói dối mà không biết nó hổ thẹn, một người nói cái lời độc ác, và khi nói lời độc ác coi như không có chuyện gì, ví dụ mình sẵn sàng mình nặng lời với người khác, một cái người có thể nói lời chia rẽ mà xem cái chuyện chia rẽ đó nó không sao hết, và một người có thể nói cái lời phù phiếm mà phù phiếm không sao. Ở đây thưa quý vị, thật ra thì vấn đề nó nằm ở chỗ này, là nhiều khi người ta chỉ nói đến chuyện là chánh ngữ hay tà ngữ là ở chỗ mình nói dối hay là nói không nói dối thôi. Nhưng mà kỳ thật là ba cái thứ tà ngữ về sau này đó, tức là lời nói ác, đôi khi mình không để ý nó là một lời nói, hay mình tu và mình còn có cái lời nói ác đó, thì thưa quý vị mình còn có vấn đề. Dạ, có vấn đề nói ác là mình nói sao mà như là sát muối và vết thương người khác, và mình cảm thấy rằng bình thường mình không có mình không nghĩ rằng cái chuyện đó nó ra sao hết, nó là nó đọa mạng đó, thì cái lời nói ác đó nó là vấn đề đối với người tu tập. Cái lời nói chia rẽ, dạ, đôi khi mình là người mà chúng ta, trong bài học ngày mai á, chúng ta sẽ nói về cái chuyện mà cái tà ngữ đó, nhưng mà đại khái là mình đem cái lời đem chuyện của người này nói cho người kia để hai bên họ không vui với nhau, họ thích với nhau vì nhiều lý do. Dạ, cái đó nó rất là độc, mặc dù mình thấy nó không độc. Nhiều khi có những người họ nói là ô tôi nói thiệt, cái gì tôi cũng nói thiệt hết, nhưng mà mình nói thiệt mình sinh ra chia rẽ. Dạ, về chuyện này cũng có nhiều người bị vướng vào, và do cái vướng đó mình không có tu tập tiến bộ được. Nhưng mà cái thứ ba đó là nói lời nhảm nhí vô ích, tức là nói tầm phào, nói tầm phào, nói chuyện không đâu ra đâu hết. Nhưng mà có những người quen cái tật, dạ, quen tật là mình nói những cái chuyện nhảm nhí, nó không có ý nghĩa, nó không có đầu không có đuôi, nó không có mạch lạc, nó không có thứ tự. Cái gì nhảm nhí nó có nhiều cái, nhưng mà là cái tật gọi là ham nói, mà nói nó không có những gì đáng nói. Dạ, là nói cái người mà nói mà như khoa như mật là khác, mà cái người mà nói mà là cái chuyện mà phù phiếm vô ích đó, mà có cái tật là ham nói đó, thì cái đó gọi là nhảm nhí vô ích, thì cái lời nói là mất thì giờ của mình, mất thì giờ của người khác. Thì ba bốn cái đó gọi là tà ngữ. Tà nghiệp đó là sát sanh, trộm đạo, tà hạnh, là được xem như là những cái hành động mà nó gây ra thương tổn tới tánh mạng người khác, thương tổn đến bậc sở hữu người khác, thương tổn gia đình người khác. Và những cái tà nghiệp này đó, thưa quý vị, nó căn bản là như vậy, là ở trong đời sống một người có thể làm một việc gì đó ở trong ba cái hành nghiệp bất thiện của thân, mà người đó cảm thấy bình thường và cảm thấy nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà thật sự nó ảnh hưởng đến sự tu tập, nó ảnh hưởng đến sự tiến bộ về tinh thần của mình. Và khi mà chúng ta nói đến tà mạng, đó là cái sinh kế, là cái sự nuôi mạng của chúng ta. Và mỗi một con người đều có một cách để mình nuôi mạng chính mình hết. Nhưng mà mình nuôi mạng thế nào mà gọi là chân chánh, thì về điều này đó, nó là một cái bài học lớn. Riêng trong Phật Pháp thì có nói có hai cái thứ tà mạng của người tại gia và tà của người xuất gia. Và tà mạng người tại gia ví dụ như là buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc, buôn bán khí giới, buôn bán người, buôn bán thú. Tà mạng người xuất gia đó, tức là người xuất gia sống bằng cái nghề như là coi bói, làm nghề làm phúc, cái nghề làm công đưa tin cho người khác, hay là nói bỡ đỡ người khác, phục vụ người khác để được cái cuộc sống chính mình, thì cái đó là tà mạng của người xuất gia. Thì hai phương diện này nó hơi khác một chút. Chúng tôi không có thời giờ, thật ra hôm nay thì rất là chúng ta rất là ít thời giờ cho 10 pháp tà, chúng tôi không đào sâu. Nhưng mà cái sự nuôi mạng rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta đến các cái ngôi chùa như là chùa Ngài Chanh Sa đó, thì một việc đầu tiên mà người ta yêu cầu mình đó là tất cả những gì mà mình mang theo mình phải bỏ hết. Dạ, từ y áo cho đến mình xả ra đó, đồ xài này nọ, và tất cả những gì mà được cho lại là từ trong nhà kho cho tăng cho lại và mai lại đó, thì những thứ đó đều của tăng cho hết. Tại vì các vị quan niệm rằng một vị xuất gia mà cái gì mình có đó là đều phải phát sanh một cách chánh mạng,
Cái việc đó thì mình thấy nó không có quan trọng trong đời sống hàng ngày giống như chuyện này, nhưng mà trong các thiền viện họ quan trọng lắm, rất là quan trọng. Và bây giờ thì chúng ta nói đến cái phần hơi khó nói một chút, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Dạ. Chánh tinh tấn đó cố gắng mà không có đúng cách, sự cố gắng tấn và không có đúng chỗ, sự cố gắng và không có chân chánh. Phải nói một điều rằng tất cả chúng ta, vì cái sự cố gắng nỗ lực thì có rất là nhiều, nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng có những cái nỗ lực mà nó làm chúng ta thăng hoa, làm cho chúng ta đi tới trong thiện pháp và làm cho phiền não lui. Nhưng mà có những cái cố gắng mà làm cho phiền não tăng trưởng và làm cho chúng ta rơi vào trong đọa lạc. Thì ở đây chúng ta lấy cái ví dụ như vậy là mình dùng sức, mình dùng sức, nhưng mà có cách dùng sức là tăng sức, mà có cách mình dùng sức là tổn sức. Cái dùng sức mà nó làm hại sức thì về việc này là mỗi người chúng ta phải có kinh nghiệm và chúng ta hiểu. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là ngày nay trong pháp mà tập khí công hay là tập yoga hay là tập thể dục đó, thì thưa quý vị, người ta có nói rằng có những cái phương pháp mà mình nỗ lực, mình cố gắng thì nó làm cho mình khỏe hơn, làm cho mình mạnh hơn. Nhưng mà nếu mà mình cố gắng mà không có đúng cách ấy, thì cái cố gắng đó nó sẽ làm cho sức khỏe mình đi nó làm cho quá sức. Không phải ai mà nỗ lực, ai mà cố gắng đều tốt hết rồi. Dạ. Ngay cả thưa quý vị, thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, có một vài vị tỳ kheo rất là cố gắng, nhưng mà Đức Phật Ngài khuyên, như Ngài khuyên tỳ kheo Sona đó, là nên bớt xuống một chút, nên điều chỉnh một chút, có chừng mực một. Và cái này là cái khó, cái này là cái khó. Chúng tôi có nghe Lũng Phó Thết, một vị thiền sư, Ngài giảng một cái bài, Ngài nói rằng nói tinh tấn thì ai cũng nói được. Dạ. Nhưng mà để tinh tấn thế nào gọi là đúng chỗ, đúng mức, đúng cách, thì không rơi vào cái tà tinh tấn, thì nó đòi hỏi cái kinh nghiệm cá nhân nhiều. Mà Ngài nói rằng một cái vị tu á, tu hành á, nó không thể là dùng ở trong kinh điển hay dùng ông thầy nói cho mình cố gắng như vậy là đủ, cố gắng như vậy là quá độ. Cái quá độ và cái đủ á, nó phải chính mình hiểu cách nào để mình điều chỉnh. Chứ tôi lấy một cái ví dụ như vậy là một cái người mà họ hay năng động, và nếu mà họ tăng động nhiều quá, bây giờ họ dùng chữ tăng động, thì ở tăng động nhiều quá mà cho họ cố gắng thêm á, thì họ sẽ khó ngủ, khó tập trung, khó ngồi thiền. Nhưng một cái người mà tính hay thụ động á, thì họ cần điều chỉnh lên trên một chút. Thì cái này là cái mà các vị thiền sư nói rằng mỗi bản thân mình phải tự biết lấy, và rất là khó. Bởi vì ở trong kinh á, có một cái cách nói Đức Phật nói rằng có những xứ thứ mà mình thân cận mà thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm thì nên thân cận. Và có những thứ mà mình thân cận mà bất thiện pháp tăng trưởng và thiện pháp suy giảm thì không nên thân cận. Ai biết cái đó cho mình? Chính bản thân mình phải biết. Nếu mà mình cố gắng quá, mình tăng động quá đó, mà nó làm xáo trộn mọi thứ. Chúng tôi thấy rằng ở trong cuộc sống hàng ngày, quý vị thấy nhiều vị rất là siêng, rất là cố gắng, nhưng mà cái siêng mà cố gắng không mang lại an lạc cho mình, không mang lại an lạc những người chung quanh. Mà cái siêng đôi khi mình hăng hái quá đó, mình phải điều chỉnh đôi chút. Không biết quý vị có thấy không, nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi gặp một bạn vị là hăng hái quá độ. Hăng hái quá độ thì nó cũng có vấn đề. Hăng hái không đúng chỗ có vấn đề, hăng hái phi thời có vấn đề. Mà một vị mà không hăng hái, bị mà thụ động cũng có vấn đề. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là có một cô Phật tử, không có một anh Phật tử, anh gặp vị Hòa Thượng. Anh rất là lễ nghĩa, lễ phép, nhưng mà anh gặp Hòa Thượng trong cái nhà vệ sinh. Ông gặp lực cũng chắp tay ông sám, nói con đảnh lễ Hòa Thượng. Hòa Thượng nó vô nhà vệ sinh mà đảnh lễ mà lễ nghĩa hay lễ phải chỗ đó. Thì ở đây phải nói một điều rằng cái chuyện mà mình tinh tấn mà đúng thời, đúng chỗ, đúng lúc,
đúng cái chừng mực phải chăng đó, nó là một nghệ thuật rất là quan trọng. Và nếu mà làm sai tức là tà tinh tấn. Tà niệm ở đây đó, nó lại là một chuyện rất là, không phải gọi là chánh niệm, gọi là tà niệm, không phải như vậy. Mà tà niệm ở tại đây đó, thưa quý vị, là chúng ta cũng phát huy cái sự chú ý, phát huy cái sự ghi nhận. Nhưng mà trong cái chú ý và trong cái sự ghi nhận đó đó, nó lâu ngày nó có một cái nó có cái phản tác dụng của nó. Dạ, phản tác dụng. Chúng tôi xin mong là khi nói điều này ra đó, không phải là chúng tôi có cách là công kích các tông phái khác. Nhưng mà chúng tôi phải thưa quý vị rằng có những người đó họ cố gắng, chẳng những cố gắng mà họ niệm, ví dụ như nhất bộ nhất bái, đi một lại, đi một bước lại một lại, dạ, thì cái đó nó làm cho kinh thiên động địa đó. Dạ, chứ tôi có gặp một vài vị tu sĩ mà đi từ nơi này sang nơi khác, mỗi đi mỗi lại và làm lớn chuyện lắm. Nhưng mà rồi đặt câu hỏi rằng những vị đó bây giờ ra sao, đi về đâu, dạ, có làm được chuyện gì tốt trong cuộc sống họ hay không, hay là chỉ làm nổi một thời rồi thôi. Tại vì sao cái chánh niệm nó không có làm như vậy? Hay là có nhiều vị chuyên môn niệm niệm Phật, gọi là niệm Phật công cử, niệm rồi đếm, rồi gọi là đếm niệm bao nhiêu lần rồi ghi vào cuốn sổ như vậy. Thì mấy cái đó mình mới nghe thì nghe nó lớn chuyện, nhưng mà thật sự nó không tăng trưởng được chánh niệm. Dạ, nó không tăng trưởng chánh niệm. Cái Thưa Thượng Tướng Quang Hiển Trời, chúng tôi một chút, chúng tôi có chuyện, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Và thưa Thượng Sư, không biết Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa có, Thượng Tọa Quang Hiển tiếp với lời cho một chút xíu. Dạ, có việc chút. Dạ. Dạ, dạ con xin mời sư bá tiếp lời sư phụ giác đẳng giùm sư bá. Con thỉnh mời sư bá. Dạ thưa sư bá, có sư bá có mặt không? Nếu có bạc xin bá, xin sư bá tiếp lời sư phụ giác đẳng. Thưa sư bá. Nam mô Bụt Thầy. Xin lỗi quý vị, vì thường thường các vị khác giảng thì sẽ kết thúc 9 giờ. Hôm nay chúng tôi y là buổi chi pháp, thường thời gian đẳng sẽ thiết tới đến 9 giờ. Nhưng mà không ngờ thường tôi kết thúc sớm quá, cho nên chúng tôi bên ngoài chạy vô không kịp. Và bây giờ thì không biết là cho tôi tiếp lời để Thượng Tọa Giác Đẳng soạn câu thảo luận, hay là để Chư Tăng sẽ thảo luận.
đang nói về tà thành tật. Như vậy thì chúng tôi sẽ nói tiếp cái chỗ này một chút. Thường tổ Pháp Tân viết cái câu này chúng tôi không hiểu. Tiên lời bài giảng là sao tôi không hiểu. Tức là giảng kiếp chi pháp hả? Giảng kiếp chi pháp. Ở đây thưa quý vị, khi nói tới tà tinh tấn thì ở đây có nghĩa là họ cũng siêng. Có người họ cũng rất là siêng, nhưng mà cái sự nỗ lực cố gắng của họ đó là nỗ lực cố gắng của tâm bất thiện, không có tác dụng làm cho giảm phiền não và dẫn đến mục đích tốt đẹp, mà trái lại cái sự nỗ lực này làm tăng trưởng bất thiện pháp, làm suy giảm thiện pháp. Thí dụ như một người họ làm những cái nghề sát sanh, trộm cắp vân vân, thì họ cũng có cái sự siêng năng đó. Họ chịu khó chịu cực đi săn mồi, đi săn thú, hoặc là đi câu cá, hay là đi chạy lưới. Người ăn trộm thì họ cũng siêng, tức là họ tối họ thức khuya, trong lúc mà mọi người đang ngủ thì họ phải đi ở rình nhà này rình nhà khác, họ phải hì hục để mà họ cậy cửa, khoét tường, khoét vách vân vân. Thì như vậy đó, cái sự tinh tấn đó, cái sự siêng năng đó là sự siêng năng quấy, sự siêng năng đó là không có đưa đến cái mục đích tốt đẹp, nên đây gọi là tà tinh tấn. Tiếp đến là cái phần tà niệm. Ở đây chúng tôi chỉ giảng về 10 cái pháp tà thôi. Vì nếu mà giảng so sánh giữa cái pháp tà và pháp chánh đó, thí dụ như chánh tinh tấn, tà tinh tấn rồi chánh tinh tấn, giảng như vậy thì đến cái bài thứ 10 nói về 10 pháp cần phải tác chính. À, 10 pháp cần phải thống tri thì lúc đó phải giảng lại, nó sẽ làm cho mất thời gian. Cho nên ở đây chúng ta chỉ nói về cái pháp tà thôi, vì chúng ta đang học về pháp cần phải đoạn trừ. Tiếp đến chúng quý vị là chúng ta nói đến tà niệm. Mithya sati
niệm ở đây nó không có chi pháp cố định, bởi vì không có cái trong 14 cái tâm sở bất thiện, không có tâm sở nào là sở hữu niệm, sở hữu tà niệm. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng là ở đây là nói theo nghĩa pháp, khi một người có cái sự nghĩ tưởng đến cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, họ nhớ tưởng đến cái sắc đẹp đấy, hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì cái sự nhớ tưởng đó là nhớ tưởng của tâm bất thiện. Nó chỉ làm cho dấy động cái phiền não thôi. Đó là cái sự nhớ tưởng không có thích đáng. Chúng ta niệm ở đây là chúng ta nhớ cái sự nhớ tưởng không có thích đáng. Khi một người mà họ nhớ tưởng lại cái việc sát sanh, nhớ tưởng lại cái việc trộm cắp, hay là nhớ tưởng lại cái việc tà dâm, việc nói dối, uống rượu, hoặc nhớ tưởng đến những con bài mà họ đánh bài đánh bạc, thì cái sự nhớ tưởng đó được gọi là tà niệm hoặc giả. Chúng ta phải hiểu rằng là những cái pháp môn niệm sai trái, sai trật, nó làm cho tăng trưởng cái tà kiến, tăng trưởng cái sự mê tín thôi. Thí dụ như một người mà họ luyện bồ chú, họ niệm chú thuật, thì khi mà họ niệm về thần chú thì cái này cũng gọi là tà niệm, bởi vì nó không đưa đến mục đích giải thoát. Cái gì mà nói là ôm bắt vô, tức là sai cái câu đường chánh đạo, thì cái đó chúng ta gọi là tà. Do đó chữ tà niệm chúng ta nên hiểu như vậy. Đó là một pháp mà chúng ta cần phải đoạn trừ. Rồi tà định là sự chú tâm của tâm bất thiện trên cảnh, một sự tập trung tư tưởng không có lợi cho việc tu tập. Một khi tà định có mặt thì các thiện pháp bị vắng mặt. Thì ở đây thưa quý vị, những người mà họ luyện thuật thôi miên vân vân, họ cố gắng để họ tập trung, họ bày vẽ ra cái việc, cái phương pháp được gọi là tu tập, nhưng mà thật sự họ chỉ tập trung vào những cái đề mục, những cái đối tượng mà không phải nhằm để đưa đến trạng thái upacara samadhi cận định, hay là không có đưa đến appana samadhi là an chỉ định, tức là thiền sắc, thiền vô sắc, thì như vậy đó đừng gọi là tà định hết.
Bởi vì tâm bất thiện nó cũng có ekakata, tức là nó cũng có nhất hành, nó cũng có tâm sở nhất hành. Nhưng mà cái thực hành mà cái tâm sở nhất hành ở đây là nó phối hợp với cái tâm bất thiện, thì như vậy cái này gọi là tà định. Hồi đó chúng tôi có quen với một vài vị sư, có một vị sư đó là vị đó tỏ ra như là mình có khả năng định tâm. Khi vị đó đứng, vị đó làm thử cho mọi người xem, đứng vị đó tập trung mà không biết tập trung cái gì, mà cứ thả lỏng như vậy rồi cái đứng nó đảo qua đảo lại, nó xoay tròn 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 một hồi, cái lấy cái trớn nó quay tròn luôn mà vị đó không có chớp mặt. Hồi xưa khi mà còn trẻ đó thì chúng tôi thấy cái việc, tôi thấy cái sự tập trung của vị đó như vậy thì chúng tôi cũng thích lắm. Chứ tôi nghĩ rằng vị này có khả năng tập trung, nhưng mà xét kỹ theo pháp thì cái đó thuộc tà định. Bởi cái đó không có ích lợi gì hết, chỉ làm chơi vậy thôi. Thì như vậy ở đây chúng tôi gọi là tà định. Còn tà trí thì chúng ta cũng nên biết rằng là không có, trong cái tâm sở bất thiện không có tâm sở trí tuệ, không có tâm sở trí tuệ. Cái tâm sở trí tuệ chỉ là tâm sở tịnh hảo mà thôi, trong 25 tâm sở tịnh hảo. Nhưng mà tại sao gọi là tà trí? Thực ra thì khi một người, một kẻ ăn trộm hay là một tên đồ tể, hoặc là một người làm ác bất thiện pháp gì, họ cũng phải dùng trí để mà họ biết phương pháp họ làm, cái cách thức họ làm. Thì chúng ta hỏi rằng nếu như mà có trí tuệ ở trong cái việc đó, như vậy họ có tâm thiện thì sao? Thưa quý vị, không. Vì bình thường khi mà chúng ta gọi cái tâm dục giới hữu nhân, tâm dục giới hữu nhân, tịnh hảo hữu nhân đó, thì chúng ta phân ra là có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký. Nhưng mà khi gọi là tâm thiện, khi nào mà cái tâm đó, cái tâm tốt đẹp đó mà nó làm những cái thiện pháp, của là tham ma, nó làm những cái thiện pháp, thì lúc bây giờ mới thật sự gọi là tâm thiện. Còn khi mà có, nó khởi lên dùng trí tuệ trong cái biển, chẳng hạn như là cái sự mưu mẹo, cái sự thông thạo phương pháp, cái phương trước để điều khiển một hành động thuộc về thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp ác quấy, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng về tri pháp thì trí ở đây cũng vẫn là tịnh hảo tâm sở. Nhưng mà cái tâm sở cái tâm thì dùng dày
cái tâm bất thiện tập quá. Vậy chúng ta cho cái thí dụ thế này, chúng ta đi ra chợ vào những cái gian hàng người ta bán đồ gia dụng đó, thì có nhiều loại dao để mà sử dụng ở trong nhà bếp, những cái dao để mà cắt gọt trái cây hay là để sắc thịt rồi vân vân. Cái dao đó là tốt, nhưng mà đem về mà làm đúng chuyện ở trong bếp thì gọi là đồ gia dụng, cái đó là hữu dụng cho ở nhà xài trong nhà bếp. Nhưng mà lúc bây giờ khi một người có cái tâm sân giận, họ chụp cái con dao đó, họ làm cái vũ khí để mà họ đâm người khác, gây thương tích cho người khác hoặc là gây tử vong cho người khác, thì khi mà cảnh sát đến họ ăn kết thì họ sẽ ghi nhận cái con dao đó là một hung khí, là một hung khí của một tội phạm, hung khí tội phạm. Thì chúng ta ngạc nhiên, chúng ta nghĩ cái con dao này chỉ là bình thường thôi, con dao này ở nhà tôi cũng có, ở trong bếp dùng nó hữu dụng lắm, mà tại sao bây giờ lại xem như là một hung khí? Thưa quý vị, cái đó là tại vì cái dao đó đã sử dụng, cái dao đó đã sử dụng để làm hung khí, để giết người hoặc là chém người khác vân vân. Thì cũng vậy, gọi là tà trí, tức là dùng cái trí tuệ để suy nghĩ theo cái phương trước một cái mưu mẹo, mà cái mục đích là nó khiến cho cái thân hành khẩu hành nó rơi vào cái bất thiện, rơi vào ác hạnh, thì như vậy mới gọi là tà trí. Ở trong đời sống chúng ta rất thường gặp những trường hợp này. Nhưng mà trí tuệ đó thì nó có nhiều trường hợp. Cái trí dục giới đó, cái trí ở trong tâm dục giới, cái tâm thiện dục giới, thì cái trí đó mới bị lạm dụng để làm những cái điều bất chính, cho nên gọi là tà trí. Chứ còn cái trí ở trong cái tâm thiền đáo đại, hay là trí ở trong trí tương ưng với tâm siêu thế, thì hoàn toàn thuần túy là tịnh hậu. Chúng ta nên nhớ cái chỗ đó. Kính thưa quý vị, vì biết rằng là có từ thời chắc chắn vào rung, nhưng mà chúng tôi sẵn đây còn một chi pháp là chúng ta nói luôn, chúng ta nói luôn rồi thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng điều hợp cho cái phần thảo luận. Xin thượng tọa Nhất Đẳng thông cảm cho. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái tài giải thoát, đã gọi là cái sự giải thoát á, thì chúng ta cứ nghĩ rằng hễ là giải thoát là tốt. Nhưng thưa quý vị, theo thông thường đó, thì chuyện giải thoát đó nó có rất nhiều nghĩa và rất nhiều tình huống. Thí dụ như khi mà chúng ta giải thoát khỏi tâm, giải thoát khỏi các lậu hoặc phiền não, hay là mình giải thoát khỏi các cái sự sanh hữu, khỏi sanh hữu luân hồi, thì như vậy cái giải thoát đó là chánh giải thoát. Giải thoát bằng cái tâm siêu thế, tâm đạo quả, thanh đạo thanh quả, thì đó là chánh giải thoát.
đạt đến niết bàn là chánh giải thoát. Nhưng mà cái sự giải thoát thông thường chúng ta nói, thí dụ như một tội nhân nguy hiểm nó vượt ngục, thì bản thân họ nghĩ rằng là họ đã được giải thoát, tức là khỏi giải thoát khổ từ cảnh tù đài, họ trốn đi được. Nhưng mà trong nhất thời thì họ nghĩ họ giải thoát, nhưng họ phải sống những ngày ở trong bóng tối, sống chui nhủi trong bóng tối, vì người ta đang truy nã, đang tìm bắt. Nhưng mà bây giờ anh ta đã thoát khỏi cái cảnh ở trong bốn bức tường sông sạc, tránh khỏi cái cảnh tra tấn hàng ngày, cho nên người ta nghĩ rằng người ta đã được giải thoát. Một người phụ nữ trong gia đình bị người chồng ức hiếp, đánh đập, dã man, khi mà cô ta trốn đi được, hay là cô ta đã được tòa cho phép ly dị, thì lúc đó cô ta nghĩ rằng cô ta được giải thoát. Thì cái, tất cả cái sự giải thoát đó không nhắm vào cái sự giải thoát chính đáng của bậc thánh, thì sự giải thoát đó chúng ta gọi là tà giải thoát. Chữ tà ở đây chúng ta nên hiểu là cái không đúng với cái chánh thì gọi là tà thôi, chớ không có nghĩa là luôn luôn. Cái chữ mitcha đó không phải là luôn luôn, là nó rơi vào cái tình trạng ác bất thiện pháp. Tuy nhiên cái nghĩa thứ hai đó, chữ tà giải thoát, tức là cái sự ngộ nhận, một cái sự lầm tưởng trong cái việc thành đạt cái pháp thượng nhân. Khi chưa đạt được hạnh phúc tối thượng mà nghĩ rằng đạt được hạnh phúc tối thượng, chưa được thanh tịnh mà nghĩ gỡ rằng mình đã được thanh tịnh, chưa thật sự giải thoát mà nghĩ rằng mình đã được giải thoát, thì cái đó, cái sự ngộ nhận sai lầm đó cũng gọi là tà giải thoát. Nó có nghĩa như vậy thưa quý vị. Thì tất cả những cái điều mà thuộc về kiến, về tư duy, về khẩu nghĩ, khẩu hành, thân hành, nuôi mạng, sự tinh tấn, nỗ lực, hay là sự niệm tử, hoặc là sự chú tâm, hoặc là sự khôn ngoan, hoặc là sự thoát khỏi, 10 cái sự đó, nếu không nhầm vào cái mục đích chân chánh, ý nghĩa chân chánh đó, thì cái đó gọi là tà, gọi là tà. Nói cách khác, tức là những cái chi phần, những cái chi pháp nào ở trong này mà nó phối hợp với tâm bất thiện thì đều gọi là tà. Hoặc là những cái pháp đó nó có cái sự hành động sai quý thì cũng gọi là tà. Chúng ta hiểu trong ba nghĩa đó, cho nên 10 cái tà tánh đó là chúng ta hiểu trong ba nghĩa này. Chúng tôi xin được kết thúc 10 pháp cần phải đoạn trừ, giúp thay cho Thượng Tọa Giác Đẳng khi Thượng Tọa đang bận công việc. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều hợp với cái phần thảo luận hôm nay. Rất là hoan hỷ, có rất nhiều giảng sư Thượng Tọa Tuệ Nguyên, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, kể cả Đại Đức Minh Thông nữa. Thì như vậy chúng ta có tới 5-6 vị giảng sư. Và bài học này thì cũng dễ, cho nên xin Thượng Tọa hoan hỷ, Thượng Tọa điều hợp các cái câu thảo luận. Hôm nào mà những cái câu hỏi khó, đề tài khó, thì lúc đó chúng tôi sẽ cán đáng
Còn như hôm nào đề tài quá dễ thì xin thỉnh chư Tăng Quan Hỷ giúp dùm cho. Thật sự sức khỏe chúng tôi hôm nay cũng chưa phải là tốt lắm đâu, vì do chúng tôi gặp trục trặc một chút ít về đường huyết và về vấn đề bộ tiêu hóa. Xin thỉnh thương tội giáo đẳng trở lại. Sa thú, kính thưa thương tội thầy sư. Mà thưa tội thầy sư, thương tội quan hệ đợi trong giây lát đó. Hôm nay cũng đặc biệt là có mặt cũng tương đối đông chư vị giảng sư. Thành ra định nêu lên vấn đề ở ngoài bài học. Rồi sau khi chúng ta thảo luận xong thì chúng ta sẽ trở lại để thảo luận ngày hôm nay. Bạch Chư Tôn Thầy Sư và Bạch Chư Tôn Đức là mình chư vị giảng sư, là cái đây vài hôm thì chúng ta có đồng ý với nhau là sau cái giáo trình trường bộ kinh đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục giảng cái giáo trình bộ kinh. Trong bộ kinh đó thì gồm có những kinh bậc trung, không có quá dài như trường bộ kinh, nhưng mà cũng đôi khi không có quá ngắn giống như là chúng ta tìm thấy trong những bộ kinh khác. Tuy nhiên có điểm như vậy là trong cái thời lượng mà của một cái cùng cái lớp Phật pháp ở trong khoa góc như vậy, mà chúng ta lấy ví dụ như bài kinh mà chúng ta giảng hết thì chắc chắn là chúng ta có thể giảng hết được, nói đọc không là mất nhiều thời giờ rồi. Mà trong lúc đó thì chúng ta giảng rời rạc nhiều bài kinh khác, nhiều ngày khác nhau đó, thì đôi khi sẽ không có nắm vững hết. Do đó xin được có cái lời trình bày cùng chư Tôn Đức. Và hôm nay nhưng có mặt chư Tăng đông đảo đó, vậy xin được thỉnh ý là nếu các ngài quan hỷ đó thì sẽ xúc tiến. Điều đầu tiên là xin thưa rằng là muốn cái giáo trình mới trong bộ kinh của chúng ta đó, sau khi học xong trường bộ kinh đó, thì chúng ta sẽ giảng trong cái hình thức là những câu vấn đáp, các vị nào mà đã biết sư trưởng có giả có soạn quyển mà Vi Diệu Pháp Nhập Môn á, thì cái hình thức vấn đáp đó, nó là một hình thức mà rất là cổ điển từ xưa. Ngài Xá Lợi Phất cũng áp dụng trong chuyện soạn theo các giáo trình. Thí dụ như chúng ta học kinh Căn Bộ Bản Pháp Môn, thì trong kinh Căn Bản Pháp Môn chúng ta có 20 câu vấn đáp. Tại sao gọi là Căn Bản Pháp Môn? Và Đức Phật Ngài thuyết bài kinh đó ở trong duyên sự gì? Và nội dung chính gồm là gì? Rồi sau đó chúng ta sẽ đào sâu vào. Nhưng mà trong từ câu hỏi như vậy đó, được đọc lên, và ở trong cái câu trả lời thì được soạn, và trong cái câu soạn đó chúng ta có trích một số cái phần chánh kinh nếu thấy cần, cảm thấy cần. Thì như vậy đó là ví dụ chọn cả bộ trung bộ kinh đó, thì chúng ta mất khoảng chừng 2000 câu hỏi một ngày như vậy đó, thì chúng ta có thể đi qua 5-6 câu hỏi. Thì những câu hỏi và câu trả lời này vẫn được đọc lên ở trong kinh, và chư vị giảng sư sẽ giảng từng câu một, và hôm nào vị nào mệt quá thì có thể giảng câu nhờ vị khác giảng trước thế, hoặc là vị có thể giảng hết. Thì xin được hỏi chư Tôn Đức và đặc biệt là ở đây chư vị giảng sư đó, các ngài có thể cho biết ý kiến là các ngài thấy rằng cái việc mà thực hiện giáo trình trung bộ kinh 2000 câu hỏi dựa trên 152 bệ kinh như vậy đó, nó có tiện, các ngài thấy có tiện không? Câu hỏi này sẽ xoáy vào những cái điểm chính để làm tỏ rõ điểm gì đó, hơn là chúng ta chỉ đọc nguyên bài kinh rồi bị giảng sư là giảng theo cái ý của mình. Thì ở đây xin trước nhất kính thỉnh ý kiến của thượng tọa Từ Siêu, và sau đó thỉnh ý kiến của tất cả chư tăng. Kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu quan nghị trở lại. Nam mô Bổn Thầy. À,
quan hỷ với cái cách giảng dạy trong bộ kinh mà thượng tọa Cha Đẳng vừa nêu. Trước hết là chúng tôi quan hỷ và quan hỷ như thế này là vì làm như vậy đó, chúng ta sẽ không phải mất cái thời gian để lặp đi lặp lại theo cái cách cổ điển, làm gì đọc hết cái bài kinh, chờ cho đến khi đọc hết mòn mỏi rồi thì vị giảng sư mới được cái thời gian mà giảng. Chúng tôi gặp cái trường hợp này chúng tôi cũng ngao ngán, là bởi vì đọc hết cái bài kinh đó thì như vậy là vị giảng sư sẽ không có tập trung được, không có tập trung được từ cái nội dung của bài kinh, nội dung bài kinh ngày hôm đó. Cho nên cái trường hợp mà nêu lên câu hỏi đó cho cái bài kinh đó, rồi đọc một câu hỏi, một câu trả lời như vậy đó, thì vị giảng sư trong ngày hôm đó sẽ nương theo đó để mà giảng giải. Thì ở đây đó, chúng tôi thấy điều đó cũng điều hay, chúng tôi rất là hoan hỷ. Tuy nhiên khi mà chúng ta nói là học trung bộ kinh, học giáo trình trung bộ kinh, nhưng mà nếu chúng ta chỉ có những cái câu hỏi và những cái câu trả lời, tất nhiên là chúng ta cũng dựa theo cái bài kinh đó. Nhưng ở đây nó chỉ có nghĩa là trích đoạn bài kinh để mà trình bày, chứ không phải là giáo trình trường bộ. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng tôi chỉ nêu lên để gợi ý xem trong chư tôn đức nhất và thượng tọa Nhất Đẳng chúng ta có cái cách chúng ta giải quyết như thế nào. Ở đây theo chúng tôi thì chúng tôi có thêm cái ý kiến để trình lên chư tăng xem có mấy ngày có thể áp dụng được hay không. Đó là trường hợp chúng ta sẽ thượng tọa Nhất Đẳng giúp giùm cho cái phần bố cục cái bài kinh nó lại. Sau khi bố cục cái bài kinh nó lại thì phân đoạn ra mỗi một đoạn như vậy chánh văn. Sau khi đọc xong cái chánh văn đó, thượng tọa Nhất Đẳng sẽ sẵn đưa luôn ba câu hỏi cho cái phần chánh văn đó. Sau khi đọc xong cái chánh văn đó với ba câu hỏi như vậy thì cái vị giảng sư trong ngày, thí dụ như ngày mà thuyết về cái bài kinh Tăng Pháp Môn, ngày đó là chúng tôi giảng, thì khi mà chúng tôi nghe chánh kinh một đoạn đó với ba câu hỏi kế tiếp thì chúng tôi sẽ dựa vào ba câu hỏi đó để chúng tôi giải thích, giảng giải cũng có nghĩa là trả lời cho ba câu hỏi đó, thì có nghĩa là đi sát chứ không có giảng miên man theo cái ý kiến của mình. Mà chúng ta được cái là chúng ta được nghe chánh văn. Đó là ý kiến chúng tôi cho cái câu hỏi này, cho vấn đề này. Xin thỉnh thị ý kiến của thượng tọa Giáo Đẳng và chư tôn đức giảng sư. Nam mô Bụt Thầy.
sao thú kính trưng thưa tập thực sư. Sau ý kiến thượng tọa, thực sư xin thỉnh ý kiến thượng tọa pháp đăng. Không biết thượng tọa pháp đăng có nghe được không? Nếu thượng tọa pháp đăng nghe, xin thỉnh thượng tọa quan vị cho biết ý kiến thượng tọa về cái cách giảng giải giáo trình trong một kinh là thay vì chúng ta đọc nguyên bài kinh thì chúng ta đưa ra những câu vấn đáp, câu vấn đáp dựa trên cái bố cục và nội dung của bài kinh. Xin hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa nghe được không? Thượng tọa pháp chân, thượng tọa pháp chân có nghe được không? Ừ, dạ thấy thượng tọa pháp đăng đưa tay, dạ kính thỉnh thượng tọa pháp đăng trước, và tiếp theo là thượng tọa pháp pháp chân. Dạ. Dạ, kính thỉnh thượng tọa pháp tân Hoa Kỳ giúp trả lời trong lúc thượng tọa pháp đang bị trục trặc. Kính thỉnh thượng tọa pháp tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chứng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa pháp đăng, thượng tọa Tuệ Nguyện, Đức Phật Tính, để được quy thông cũng chưa tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thần giáo quý thiền hành. Qua câu hỏi của thượng tọa thì con nghĩ cái cách học mà thượng tọa nói là nêu cái câu hỏi ra để rồi giảng giải rộng ra cho cái vị giảng sư hôm đó đó, thì đây là cũng cái cách học mà con nghĩ là nó mới mà rất cũng rất là hay để thay đổi trong cái cách học, theo con nghĩ là như vậy. Còn vấn đề mà như là thượng tọa Tuệ Siêu đã nói khi nãy đó, thì thượng tọa giúp cho cái phần bố cục của cái bài nó ngắn gọn lại, nếu cần thì sẽ cho đọc ngắn gọn trong cái bố cục đó, rồi vị giảng sư sẽ biết là mình sẽ giảng cái đoạn nào và sẽ trả lời như là cái câu mà bố cục của cái phần bài thì trong đó có bao nhiêu câu hỏi thì thượng tọa cho ra luôn giống như vậy đó, để giảng sư sẽ được nhận cái câu hỏi và sẽ trả lời cũng như là giải thích cho giảng giải cho cái đoạn mà mình giảng. Con nghĩ là như vậy thì con rất là hoan hỷ trong cái cách học bằng cách là nêu cái câu hỏi ra đây. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa. Chị Vân, xin cảm ơn thượng tọa pháp tân. Cũng xin nói thêm rằng không phải chỉ soạn câu hỏi mà cũng soạn luôn câu trả lời, và trong câu trả lời thì cũng có những trích đoạn, nếu có những đoạn quan trọng thì cũng có những trích đoạn, những câu phần ngôn hay những đoạn ở trong kinh đó, phần chánh kinh, nhưng mà chúng ta không phải đọc hết phần chánh kinh. Tuy nhiên trong cái bài mà các vị MC đọc mỗi ngày gồm có cả hai lần câu hỏi và câu trả lời, và dựa trên câu hỏi câu trả lời chị MC sẽ giảng rộng ra. Xin thỉnh thượng tọa pháp đăng, không biết thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng pháp đăng nghe được, xin thỉnh thượng tọa trở lại. Thượng tọa Tuệ Nguyện, Tuệ Nguyện có nghe được không? Rất là mong nghe ý kiến của chư vị giảng sư, và kính thỉnh thượng tọa Tuệ Nguyện. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Sang Khai. Bây giờ tôi được chúng được nghe rõ, và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ chư tăng đến từ Phụ Tịch Sư Thượng Tọa Giác Đăng, Thượng Tọa Giác Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân Hồng Minh Hạnh cũng chưa tăng đăng hiện của một Phật tử. Dạ, con xin nghe từ đầu đến giờ, con thấy cái điều đó, cái phương án đó là
cái chương trình mà chúng ta thực hiện như vậy thì tuyệt vời. Không có ý kiến nào nữa thì con sẽ tùy thuận theo cái chương trình mà quý ngài đã đề. Thì nếu như chúng ta đọc kinh văn thì nó rất là mất cái thời gian, và đọc kinh văn đó đòi hỏi cái vị giảng sư đó cần phải tới cái bài của mình, bài của các nên đọc xuyên qua để cho đỡ mất thời gian, và chúng ta đi vào những cái ý chính xuyên qua cái đường dẫn đó, cũng chính là một đường dẫn mà nếu như mà được cái điều này thì có nói rằng là đưa tới ngõ tới cửa rồi. Vào nhà đi thì đứng trên tinh thần của chính con thì đó là quá tuyệt vời, không còn không cần thiết phải ý kiến, không cần phải nói cái gì ngoài ra nữa. Dạ. Cá nhân con là như vậy, và phân kính quân thỉnh với ngài tiếp tục chương trình Nam Mô Bổn Thầy. Trường truyền tổ trì quyền xin được hỏi thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tính và đại đức Nguyên Thông. Đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tính. Có lẽ đại đức Pháp Tính không nghe được. Đại đức Nguyên Thông có nghe được không? Dạ, xin thỉnh đại đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con nghe sư phụ đã nói rằng sư phụ đã sẽ soạn những câu hỏi và đồng thời cũng cho soạn câu trả lời. Thì như vậy là con thấy rất quá là hay. Bởi vì khi mà sư phụ soạn ra câu hỏi, tức là sư phụ đã đọc cái bài đó và tóm lược những cái ý chánh. Thành ra đó, những câu hỏi đó là nó nói lên cái ý chánh rồi. Thế nhưng mà con nghĩ rằng sau khi mà thí dụ như bài trong bộ kinh đó là thí dụ bài pháp môn căn bổn đi, thì thí dụ như sư phụ soạn ra 5 hay 10 câu hỏi gì đó, thì mình học 1 hay 2 ngày thì sau đó thì sư phụ sẽ ra cho cái bài cái overview, coi như là cái main idea của cái bài đó. Thì con nghĩ là như vậy thì nó hoàn toàn không còn sót chỗ nào nữa, đó là những cái bài câu hỏi mà sư phụ đã soạn ra, tức là những ý chánh mình đã biết ra rồi, mình đã discuss rồi. Rồi sau đó sư phụ là một cái main idea đó, thì con nghĩ là hoàn toàn như vậy thì mình chẳng những là mình học nhanh và mau và đầy đủ và rõ nghĩa đó, con thấy là quá hoàn toàn. Thưa sư phụ, con xin chấm dứt, xin chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe, con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Xin kiên đại đức Quý Thông, mà thầy tọa thầy siêu không biết thầy tọa có còn ở trước máy không? Nếu thầy tọa thầy siêu còn ở trước máy, xin thỉnh thầy tọa quan vị trở lại một chút. Một lần nữa xin được hỏi thầy tọa thầy siêu, thầy tọa còn ở trước máy không? Thầy tọa Pháp Đăng, thầy tọa có nghe được không vậy? Nếu tọa Pháp Đăng nghe được, xin thầy tọa quan vị. Dạ, câu hỏi từ thầy Pháp Đăng là chúng ta có thể nào như một bài kinh có 10 câu vấn đáp, ở trong 10 câu vấn đáp đó thì mình có thể chia, thí dụ như thỉnh thoảng giảng xong một đoạn á thì mình sẽ có câu trắc nghiệm cho quý Phật tử, tại vì những câu vấn đáp đó, nó giống như câu thảo luận rồi. Và nếu mà ở mỗi một câu hay là ở cuối đoạn mà mình cho câu trắc nghiệm cho Phật tử có thể học được thì tổ nó tốt hơn, là tức là ngày nào cũng có câu trắc nghiệm thì tổ có nghĩ tốt hơn không? Xin kính thỉnh thì tổ quan nghĩ cho biết ý kiến của thì tổ Pháp Đăng. Alo. Alo. Yeah, thì thì con nghĩ rằng cái cách thượng đạo giác đẳng đưa ra thì thượng đạo cũng đã có cái sự suy nghĩ rồi. Điều thứ hai là thượng đạo cũng nắm bắt mình đã giảng trung bộ qua rồi, bây giờ mình giảng lại, bây giờ mình cũng có cái cách để mà mình tóm lược xoáy sâu vào cái nội dung của cái bài trung bộ đó thôi, thì con nghĩ rằng nó cũng rất là hay. Còn nếu mà nói rằng mình giảng một câu rồi một câu rồi cho một câu trắc nghiệm thì con nghĩ rằng
cái điều đó, đó thì nó cũng rất là hay để cho Phật tử họ họ vào học, họ cũng cũng động não để họ tiếp thu bài học. Nhưng mà con nghĩ rằng nếu mà làm lâu dài không biết phải đẳng có cái gì thì được hay không, chứ còn điều đó thì con thấy rất hay. Tại vì thường thường mình giảng đây cho Phật tử nghe, cho Phật tử nghe, mà Phật tử khi mà họ họ nghe thì họ mới mình mới trách nhiệm thì họ mới có thể trả lời được, thì con thấy cũng hay. Thì theo con thì con thấy rằng mình đã giảng trung bộ rồi, bây giờ mình giảng lại nữa thì nghĩ rằng mình giảng theo trung bộ tóm tắt cũng thấy cũng xoáy sâu vào cái bài học, và mình chia ra những câu câu nội dung bài học và cái câu trả lời bài học đó, thì để các vị giảng sư giảng theo cái ý nghĩa đó thì con thấy cũng hay. Thì theo con đó thì con thấy rằng chỉ có thượng tọa giác đẳng, thượng tọa Tuệ Siêu gánh nặng và có cái sự sắp xếp, thì tụi con chỉ giảng theo thôi, chỉ giảng theo thôi, chứ còn nếu mà thượng tọa thấy thượng tọa có thời gian và thượng tọa có thể sắp xếp được thì con thấy nói vậy cũng rất là tốt. Như con sợ có hoặc là những lúc mà thượng tọa mà bận công việc đó, thì trong room trong lớp học cũng mà sắp xếp được thì vậy họ có thể có duy trì được, hoặc là chúng ta có cái cách nào đó để chúng ta giúp các vị giảng sư trong lớp để giảng vì cái bài trung bộ thì con thấy cũng có nhiều bài, nó cũng có nhiều cái chi pháp mà cần phải có các vị có kinh nghiệm, thì còn theo ý con là như vậy. Bây giờ con xin gửi mic lại cho thượng tọa. Sao thú cái trường thượng tọa pháp đăng. Bà thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tuệ Siêu nghe được xin thỉnh thượng tọa con ghi trở lại. Thượng tọa pháp Tân, thượng tọa Tân có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa Tân nghe được xin thượng tọa con ghi trở lại một chút. Thượng tọa Tân, lâu nay đó chúng ta có sách giảng như vậy là một ngày có một vị giảng sư chính giảng nguyên cả một đề tài và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Bây giờ mình đưa ra thí dụ như vậy là thí dụ mình giảng kinh Nhất Thiết Lộ Hoặc. Ở trong kinh Nhất Thiết Lộ Hoặc nó có nhiều đoạn như là có những lộ hoặc phiền não do thọ dụng đoạn trừ, nó do tránh né đoạn trừ, hay là do từ giới đoạn trừ chẳng hạn, thì mình chia mỗi phần có câu vấn câu đáp, và khi được đọc câu vấn câu đáp lên thì mình mời thỉnh một vị giảng sư khác nhau. Thí dụ như có năm pháp thì mời năm trong kỳ có năm vị giảng sư giảng năm đoạn khác nhau, và ở mỗi một đoạn như vậy đó mình ngừng lại để cho có câu vấn đáp, thì tôi nghĩ rằng nó có phân tâm cho vị giảng sư không và nó khó khăn không? Hiện tại bây giờ thì chúng ta lấy một ví dụ là chư vị giảng sư một tuần có một phụ trách một ngày chính, ngày thứ hai là vị đi giảng, thứ ba vị đi giảng, thứ tư thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà mình phân chia mỗi vị một ngày là vị giảng sư chính đó, nó có lợi để giảng kinh hay là trong một ngày có bao nhiêu vị giảng, thì chúng ta sẽ thỉnh vào giảng từng câu một. Cái tên ý kiến của thượng tọa Bạch. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, kính mình lời chư thượng đức, kính chào đại chúng trong room. Theo con nghĩ rằng là bởi vì nếu mà trong một bài như vậy thì nó có nhiều đoạn, thì con nghĩ là nó có nhiều cái câu hỏi, thì theo cái thông lệ thường khi trong room thì ngày nào đảm nhiệm cái vị nào đảm nhiệm cái ngày nào thì vị đó giảng, sau đó thì chư vị giảng sư sẽ luân phiên nhau thảo luận. Thì cái điều mà con nghĩ đó là
Vậy nếu mà mình có nghĩ rằng nếu mà sắp xếp được những vị mà chung nhiều vị mà có mặt ở trong một ngày giảng của vị đó thì nó cũng rất là hay. Nhưng mà có khổ có cái là nhiều khi cái ngày đó thì không có các vị giảng sư, và không có vị giảng sư vô đông đủ, thì nó cũng có cái sự trở ngại ở trong đó. Thì theo con nghĩ rằng cái điều mà mình cái ngày nào mà cái vị giảng sư nào giảng á, thì vị đó sẽ giảng cái phần nào đó, rồi còn lại đó thì sẽ có chư vị giảng sư sẽ luân phiên nhau trả lời cũng như là giảng rộng ra ở trong cái câu hỏi đó. Thì con nghĩ là như vậy. Chứ còn nếu mà bây giờ thì một ngày như vậy có nhiều vị giảng sư, con sợ rằng vô không đông đủ được. Nếu mà vô không đông đủ được thì nó cũng có cái trở ngại. Hơn nữa là cái vị giảng sư cũng nghĩ rằng ngày đó có nhiều người, nhiều vị, không phải là trách nhiệm. Thì con nghĩ rằng một cái người mà cái vị nào ngày nào đảm nhiệm thì vị đó giảng, còn dành thời gian còn lại thì chư tăng sẽ trả lời cái câu hỏi. Thì trả lời cái đó thì con nghĩ rằng cũng là cái cách giảng tiếp cho. Chứ còn bây giờ mà nếu mà nhiều vị vậy, con sợ là không một ngày, ví dụ như vị này vô, vị khác không vô, rồi vị kia thì nghĩ lại cái vị này giảng, vị kia không vô vậy đó, thì con nghĩ nó cũng có cái trở ngại rồi đó. Thì theo con nghĩ rằng một cái ngày nào thì vị giảng sư nào giảng thì vị đó sẽ lo giảng, lo giảng. Còn dành còn thời gian còn lại rất nhiều đó thì để dành cho chư vị giảng sư thảo luận cũng như là trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa nêu ra. Con có cái ý kiến như vậy, con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Sa thú cái chuyện thượng tọa pháp xin thỉnh thượng tọa tinh nguyên. Cũng với câu hỏi với thượng tọa học tinh là chúng ta có thể chia một ngày có nhiều câu vấn đáp, chia câu vấn đáp cho từng vị giảng sư nào có mặt, hay là chúng ta nên đặc biệt là có vị giảng sư chính trong ngày, tại vì người ta nói có câu đó nhiều sải không ai đúng cái chùa. Bữa nào cũng tin rằng có đông đảo chư tăng vào rồi không vào, xin định chỉnh từ đầu tới nguyện. Nam mô Bố Thầy giá, dạ chúng con kính lệnh chính lễ với ngài, kính chào quý vị. Thì bạch thượng tọa, ý con như thế này là chẳng hạn thí dụ như là bây giờ chúng ta tổng cộng thí dụ về được chừng 6 vị giảng sư, thì 6 vị giảng sư này chúng ta chia ra cho trước nhất là phải có một vị giảng sư chính, và sau vị giảng sư chính đó tìm một vị mà kệ cận mình, một trong hai phải có mặt trong cái ngày giảng chính đó, hoặc là cả hai cùng có là quá đẹp. Điều này và những ngày khác chúng ta sẽ tham dự mang tính tức là tích cực, còn tuyệt đối là phải có mặt hai vị để chi, một là không gây một cái sự mệt mỏi cho sư phụ tịnh siêu và cả thừa tòa. Nhiều khi thí dụ như hôm nay con vắng thì con cứ đinh ninh rằng thượng tọa pháp tân, con cứ đinh ninh rằng thượng tọa pháp tăng, rốt cuộc những vị kia cũng không có luôn, thì chắc chắn rằng một trong hai vị con hoặc thượng tọa pháp tăng, thượng tọa pháp tân hoặc đệ đức pháp tính sẽ có mặt, hai vị phải có mặt. Và nếu như chúng ta kẹt thì chúng ta có thể quán chuyển cho nhau, tự các vị báo ở hôm nay là kẹt giờ nào đó hoặc giờ nào đó ở đây thì sẽ đỡ hơn cho sư phụ tịnh siêu. Nhiều khi con vô để một chút xíu con thấy chỉ có thượng tọa sư phụ tịnh siêu, là nghĩa rằng là sư phụ tịnh siêu một ngày gánh được chứ hai ngày, ba ngày, một tuần lễ, một mùa nửa tháng là chào thua. Nói về sức khỏe và nói điều kiện cũng như thế. Thì ở đây ý con là vậy, vẫn là một vị chính. Thí dụ như ngày thứ ba là ngày của con ví dụ như vậy, bây giờ con chọn là thượng tọa pháp đăng hay thượng tọa pháp tân hay đệ đức pháp tính, một hai cái ngày con đó phải có thượng tọa pháp tân luôn, thượng tọa pháp đăng luôn, hoặc là đệ đức pháp tính luôn, tức là con chọn cặp ngày đó chắc chắn mình phải có mặt.
hoặc không có thì vị này sẽ đảm nhiệm giùm cho mình, hoặc là có đảm nhiệm lại cho các vị khác, và một trong hai vị chắc chắn là phải có mặt rồi, ngoại trừ những cái chuyện gì mà nó đặc biệt lắm thì mới vắng cả hai. Thì như vậy thì nhẹ cho sư phụ thầy siêu, hoặc là một lý giải khác, tức là một bài nào khác khó khăn quá thì nhờ sư phụ thầy siêu. Chứ còn nếu như chúng ta mà vị nào cũng giảng như vậy thì cũng là một đường xưa lối cũ, và nhiều khi, và con rất tán thành một chuyện, tức là hãy nói lên những ý chính xong và có những câu thảo luận, các vị tiếp tục như vậy thì vừa mình đóng cái vai trò chính, cũng là đóng cái vai trò thảo luận tiếp tục. Như vậy thì cái rung của chúng ta, điều thứ nhất đó không vắng giảng sư rồi là một, việc thứ hai nữa là chúng ta có cái, có những cái vị mà thường trực, tức là có cái trách nhiệm thường trực như vậy, ngay cả ngày không đó đó không có thượng tọa đã có bài sẵn, thì như vậy cỡ chừng ba vị mà sư phụ thị siêu có bệnh, còn thượng tọa pháp tăng hoặc thượng tọa pháp đăng hoặc đại đức pháp tính có thể chuyển quá cái giờ giấc nó xong xuôi mà không bị một cái chuyện đó phải bị chờ đợi các vị hay hoặc thỉnh thị ý kiến các vị. Đây là con nghĩ rằng là một cái điều rất là hay, theo chính con là như vậy, tức là con có mặt, ví dụ như con cặp với thượng tọa pháp tăng là thượng tọa pháp tăng cùng với con ngày hôm đó có mặt, mà lựa các vị gần kề ngày thì nó hay hơn. Rồi có thể là đổi cho nhau. Con nghĩ rằng con ý kiến này thì sư phụ thì rất là tán thành, tức là phải có một vị chính. Rồi một vị chính đó như, và chúng ta giảng một trong một thời gian, thí dụ như là trong cái câu thảo luận đó là nửa tiếng hoặc là một tiếng rưỡi, thì chúng ta sẽ giảng ra nói làm sao chừng nửa tiếng, thì đó là hai vị phải có một cái vị chính vị phụ trong ngày giảng đó. Và cũng từng vị như vậy thì con nghĩ rằng có sự chuẩn bị điền khuyết hơn là bất tử, tức là không xuất hiện hết, thì các vị lớn chẳng hạn như thượng tọa và sư phụ tỳ siêu thì rất là mệt mỏi. Nói gì chứ trong thời gian một tiếng mấy hai tiếng đồng hồ thì nó rất là dài chứ không phải là một chuyện ngắn. Dạ. Thì đó chính là con có ý kiến như vậy, để thẩm thị thêm ý kiến của các ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa cũng kính trân thượng tọa tự nguyện. Như vậy bây giờ chúng ta có một ý kiến được xem như là dung hợp đó. Hồi nãy thì chúng ta có hỏi là mình nên có nhiều vị để luân phiên giảng các câu vấn đáp trong một ngày, thì có cái ý kiến là chúng ta rất là cần có vị chính. Nhưng mà thượng tọa tự nguyện thì thượng tọa đề nghị đó là chúng ta nên bắt tập một ngày nào cũng nên có vị chính. Nhưng vị chính có trách nhiệm đi tìm một vị phụ với mình. Và thí dụ như mình có 6 câu ở trong một bài kinh Thượng Pháp chẳng hạn, ở trong 6 câu đó thì cái vị chính giảng câu đầu, rồi cái vị phụ sẽ giảng câu thứ hai, rồi tức là luân phiên giảng mỗi vị câu vấn đáp như vậy đó. Thì như vậy nó thay đổi không khí và đồng thời cũng đỡ mệt hơn, nhưng mà có một vị chính chịu trách nhiệm. Đó là ý kiến của Thượng tọa Tự Quyền. Thật ra ý kiến này cũng có thể là đó là cái giải pháp của chúng ta đó. Không biết là thượng tọa tiểu siêu và thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa tiểu siêu có bằng ở trước máy, xin thượng tọa hoan nghỉ trở lại cho biết ý kiến của thượng tọa tiểu siêu về điểm này. Dường như thượng tọa tiểu siêu không có bằng ở già thấy thượng tọa tiểu siêu rồi. Mà thượng tọa tiểu siêu xin nhắc lại là chúng ta có nên đề cử một vị giảng sư chính, và vị có trách nhiệm tìm một vị giảng sư phụ, và hai vị giảng sư trong một ngày sẽ luân phiên để giảng những câu vấn đáp. Ví dụ câu số 1, câu vấn đáp số 1 là bị một vị giảng, câu vấn đáp số 2 sẽ thay bị các bị thư bị phụ vào, và bị chính sẽ trở lại câu số 3 chẳng hạn. Cái trình ý kiến của thượng tọa tiểu sư. Là một bậc thầy kính bạch chư công đức, kính thưa quý vị, thực ra thì
cũng là một cách hay. Nhưng ở đây có ba vấn đề mà chúng tôi muốn gợi ý. Thứ nhất là như từ mấy lâu nay chúng ta thấy thỉnh thoảng các vị giả sư ở trong room mới tập hợp lại đủ, chứ không phải lúc nào cũng đủ. Cho nên nếu như mà mỗi ngày mà có trách nhiệm hai vị giảng thì cái điều này nó cũng hay là ở chỗ thay đổi không khí. Tuy nhiên nếu mà hai vị mà trong đó một vị vắng mặt thì cái vị kia một lòng phải gánh hết cũng vậy thôi, hoặc là cả hai vị vắng mặt hết thì lúc bây giờ như là thượng tọa Giác Đẳng thì chúng tôi cũng phải chịu gánh thế. Thì còn các vị khác nghĩ rằng là mình không có trách nhiệm, thành ra các vị không có vào room. Cho nên cái vấn đề này chúng tôi hơi e ngại. Và chẳng hạn như là nói thẳng ra đó, như đại đức Quy Niệm chẳng hạn, không có bao giờ mà vào room để mà thảo luận Phật pháp. Chỉ có những ngày ở sư Quy Niệm ông giảng thì mới có mặt để ông giảng xong rồi ông rút. Nghĩa là hoàn toàn một người như vậy là không có đủ tư cách để mà làm việc về Phật pháp. Bởi vì cái trình độ học trò khi mà chúng tôi dạy, chúng tôi biết vậy, chúng tôi biết khả năng của vị nào, nhưng mà cái vị nào mà cần cù thì ta nói cần cù buồn thông minh, vị nào chịu khó chịu cực vào ngồi nghe hay là chịu khó ngồi thảo luận, vị đó sẽ học được nhiều, vừa giảng giải mình vừa học cái cách để sau này bước ra ngoài room. Trên thực tế thì các vị có thể làm pháp sư đi giảng dạy ở các chùa theo cái phương pháp đó. Cho nên chúng tôi thấy trường hợp này riêng về cái, nếu mà phải cặp đó, thì ở đây thấy là đại đức thượng tọa Từ Huyền với thượng tọa Pháp Tân là một cặp, hay là thượng tọa Pháp Đăng đại đức Pháp Tính là một cặp, mà nếu một cặp nữa mà cho chúng tôi có được quy điểm thì có lẽ là nó không có cần thiết, nó không có cần thiết. Mà nếu như để nó quy định đi một cặp với các vị khác thì chúng tôi e rằng là ngày hôm đó sẽ hư bột hư đường hết. Cho nên trong vấn đề này chư tăng phải xét lại. Khi nãy thượng tọa Tùy Nguyên đưa ý kiến đó thì thượng tọa cũng nên lưu ý chỗ này. Và đại đức Quy Niệm ở chung chùa với cái Phó Tính Hữu Đức á, đại đức Phó Tính có thể là gặp gỡ bàn bạc để xem như thế nào, hay là đại đức Pháp Tính với đại đức Quy Niệm chung một cặp. Bởi vì ở trong chùa ở nhau thì có thể nói chuyện nhau được. Thì nếu mà chúng ta lấy
ý kiến của Thượng Tọa Tường Quyền như là một điều khả thi thì chúng ta nên bắt cập theo cái cách đó. Thì để Đức Phật tính sẽ được quy định một cặp. Ở đây Đại Đức Tự Quyền Đại Đức Pháp Đăng với Pháp Tân. Ồ, như vậy thì Thượng Tọa Pháp Tân với Thượng Tọa Tự Quyền một cặp. Thì như vậy còn lại một cặp đó là chúng tôi với Thượng Tọa Pháp Đăng, mà không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có thường vào hay không nữa. Nó có một vấn đề như thế này, chúng ta nhớ lại cái câu chuyện ở trong La Phong Tên là khi một hội đồng mèo một bàn luận cái việc hội đồng chuột á, bàn luận bây giờ làm sao mà để làm cái dấu hiệu để gã mèo đi đến đâu đó, thì chúng ta nghe để chúng ta tránh. Thì giờ đưa ý kiến lên là thôi bây giờ chúng ta đeo cái chuông cho con mèo đi. Bàn luận mọi người đều tán thành hết, nhưng mà cuối cùng thì hỏi ai là người sẽ đeo cái chuông cho con mèo mà không dám ai hết. Cho nên á, cái vấn đề này chúng ta gì mà cứ để thử xem, để thử xem sinh hoạt chừng cỡ khoảng chừng 3-4 bài kinh là chúng ta đã biết là cái kế hoạch của chúng ta có khả thi hay không, là chúng ta biết liền một tuần lễ đầu. Thì đó là ý kiến của chúng tôi cho cái chuyện này. Xin cung thỉnh Thượng Tọa Dược Đăng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trường Thượng Tọa Tiểu Sư. Bạch Thượng Tọa Tiểu Sư, Thượng Tọa Hoa Kỳ trở lại xin đề nghị là và chúng ta sẽ trắc nghiệm cái giáo trình mới, chưa thử nghiệm, nhưng mà xin đề nghị đó là mình vẫn giữ cái lịch trình cũ. Thì lịch trình hiện tại bây giờ là có 7 vị giảng sư phụ trách cho 7 ngày, nhưng mà mỗi vị giảng sư phải tìm ra một cái vị thứ hai. Mình không nói là vị phụ mà vị thứ hai. Thí dụ như ngày của Thượng Tọa Pháp Tân là thứ 7, thì Thượng Tọa Tân làm sao cho bằng được tìm vị thứ hai. Và một cái ngày của Thượng Tọa Tây Quyền, Thượng Tọa cũng phải tìm vị thứ hai. Mà nếu mà Thượng Tọa Tây Quyền đồng ý giảng chung với Thượng Tọa Pháp Tân ngày thứ 7, thì Thượng Tọa Pháp Tân sẽ cùng giảng với Thượng Tọa Quyền ngày thứ 3. Tức là có qua có lại. Thì không biết Chư Tăng có đồng ý không. Tức là biết lịch của Chư Vị Dân, nhưng mà bên cạnh đó mỗi vị phải đi tìm lấy vị thứ hai để phụ giúp cho mình. Thì không biết là Thượng Tọa Tự Siêu có đồng ý như vậy không, và Chư Tăng đồng ý không. Thì xin thỉnh ý kiến quý thầy. Dạ. Dạ vâng. Dạ. Dạ như vậy thì tốt quá. Như vậy bây giờ thì Bạch Chư Tôn Đức và Thư Quý Được Hữu, chúng ta có 3 điểm mà đồng ý tại đây trong giáo trình mới. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ làm một cái giáo trình Trung Bộ Kinh mà qua hình thức vấn đáp. Ước tính hiện tại thì có thể là chúng ta mất từ 2.000 cho đến 2.500 câu vấn đáp cho 125 bài kinh. Và chúng ta đồng ý cái hình thức vấn đáp như vậy. Và rồi về phương diện giảng thì chúng ta đồng ý là có 2 vị giảng sư, một ngày một vị chính phụ trách và một vị phụ với mình, luân phiên nhau để giảng các câu hỏi được nêu ra, rồi sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Và điều thứ ba đó là ý kiến của Thượng Tọa Tiểu Siêu là chúng ta nên trắc nghiệm, nên thí nghiệm thử một vài tuần lễ coi nó ổn không. Và nếu mà nó ổn thì chúng ta tiếp tục, không thì chúng ta điều chỉnh. Mình làm việc gì mình phải nguyên chuyển, chứ không thể là mình làm việc chỉ còn một cách không được. Thì rất là tri ân Chư Tôn Đức đã có những ý kiến để góp phần trong ngày hôm nay, đóng góp cùng cái việc chuẩn bị giáo trình mới. Đây là một chuyện rất là quan trọng. Một là Chư Tôn Đức đã cùng nhau làm việc cho đến nay thì một thời gian rất là nhiều năm rồi. Không lý do gì mà chúng ta làm việc nhiều năm mà chúng ta lại không có được cái
cái sự hội ý cho những giáo trình. Và bên cạnh đó thì sau khi chúng ta đã đồng thuận với nhau thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ quyết tâm để thực hiện tốt. Đây là một cách để chúng ta nói lòng biết ơn đối với lòng tri ân sâu xa đối với Đức Phật, và đồng thời cũng là sự tôn kính đối với giáo pháp. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rum Phật Pháp Bố Thí Đa Ma. Kính chuyên chi vì giáo sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bố Thí Đa Ma. Sa thú, sa thú lành thay con từ mẫn, thay mặt đại chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy chúng con, hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp của Thái Thâm Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ.